Vâng, xin chào tất cả các anh chị em chúng ta, những người yêu thích du lịch, những người chuẩn bị đi cái tour Tết âm lịch năm 2022. Thì ngày hôm nay thì du lịch Chiêu Tour xin được giới thiệu với tất cả các anh chị chúng ta một cái chương trình đi du lịch vào dịp Tết âm lịch năm 2022. Mọi nhà mình đã đi tour nào, đã chuẩn bị đăng ký đi tour chưa ạ? Và mọi người đang suy nghĩ đi tour gì đó ạ? Thì ngày hôm nay được xin phép được giới thiệu một cái tour vô cùng hấp dẫn. Đó cũng là cái tour du lịch Đà Lạt, và nhà mình sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến với thành phố Đà Lạt. Thì du lịch Chiêu Tour đang đi khởi hành vào các ngày mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết, và chúng ta hãy cùng Chiêu Tour để chúng ta theo dõi cái lịch trình chi tiết trong cái ngày hôm nay mà Chiêu Tour muốn giới thiệu cho tất cả các anh chị mình. Thì trên màn hình thì các chị mình có thể nhìn thấy cái việc mà mức giá ưu đãi của dịp này đó chính là giảm 30% do với dịch năm ngoái, bởi vì do dịch virus corona xảy ra thì nó làm cho ảnh hưởng rất là nhiều những cái dịch vụ như khách sạn cũng như là hàng, và chúng tôi đang kích cầu du lịch để cho tất cả quý vị có một cái giá tốt nhất. Và hiện tại thì trên website chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những vị khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, như là chị Ngọc đã đăng ký 12 vé, ví dụ như Đạt đã đăng ký 4 vé, và anh Vinh cũng đã đăng ký đó là 4 vé cho gia đình mình. Và chúng ta hãy đến với lại chương trình của chúng tôi. Và để đến chương trình của chúng tôi thì các anh chị mình có thể truy cập vào website hntravel.com.vn để chúng ta có thể xem chi tiết, và tôi đây chúng sẽ để một cái đường link ở phía dưới để cho tất cả anh chị có thể vào theo dõi chi tiết của chương trình mình. Còn ngày mai thì tôi tiếp tục giới thiệu cái hành trình của chúng ta. Thì hành trình của chúng ta sẽ có rất là nhiều những điểm tham quan du lịch hấp dẫn chúng ta với thành phố Đà Lạt ngày hôm nay. Và hiện tại thì chúng ta nhìn thấy cái video mà cái đoàn du lịch Chiêu Tour vừa tổ chức cho một cái đoàn khách tham quan du lịch Đà Lạt với số lượng gần 100 người. Và cái địa điểm mà quốc đoàn chúng ta đang nhìn ở phía dưới đó chính là cái vị trí Đà Lạt View. Và cái vị trí Đà Lạt View này nó cũng có trong cái chương trình Đà Lạt Tết âm lịch năm 2022 của chúng ta. Và Đà Lạt View thì được rất là nhiều những bạn trẻ yêu thích cũng như là muốn đến để chụp hình, nằm ở cách trung tâm của thành phố Đà Lạt khoảng 3 km, và từ vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Đà Lạt của chúng ta. Và là rất là nhiều những địa điểm tham quan hấp dẫn. Và đặc biệt trên xe thì quý vị chúng ta có thể là giao lưu, kết nối, học hỏi cũng như là tạo ra những mối quan hệ thân thiết trong quá trình đi tour này. Và tour này thì chúng tôi rất đoàn anh chị ạ. Chúng ta có thể đăng ký từ 2 người, 3 người, 4 người, 10 người trên một chuyến xe 45 chỗ mà chúng tôi đang tổ chức cho các bạn trẻ như thế này với nhau. Thì trên xe chúng tôi sẽ phục vụ nước suối cũng như là nón cũng như là tất cả những đồ tiện ích nhất dành cho sứ đoàn để chúng ta có một chuyến đi vui vẻ và tràn đầy niềm vui và cũng như là tràn đầy sự hạnh phúc dành cho gia đình của mình. Vâng ạ, chúng ta đã đăng ký chưa ạ? Vâng ạ, thì một cái địa điểm tham quan tiếp theo mà tôi cũng sẽ có trong chương trình của tôi đó chính là một cái ngôi chùa đó chính là ngôi chùa Linh Phước. Và chắc chắn chúng ta không thể quên những cái nơi đó chính là cái chợ Đà Lạt hay là khách sạn Hồng Tâm. Rất nhiều các địa điểm tham quan mà hướng dẫn viên sẽ thuyết minh cho chị mình, ví dụ như là hướng dẫn viên ở phía trước mặt ngày này. Ok rồi, chúng ta tạm thời chia tay những cái kênh YouTube này, chúng ta đến với lại những cái chương trình của chúng ta. Thì chương trình của chúng ta còn có những địa điểm nó bật sau. Một là chúng ta sẽ có xe đổi mới vẫn là ở khách sạn ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt và thưởng thức buffet rau tại thành phố này. Và chúng ta tham quan thành phố với hơn 1.000 loài hoa, vẫn là vườn hoa thành phố ạ. Chúng ta tiếp tục đến với lại Dinh Bảo Đại và chúng ta tham quan vịnh tại Đà Lạt View, đỉnh núi Lam Me Am, vườn dâu tây, và tham gia dịch giao lưu cùng chim. Và đặc biệt là chúng ta sẽ được phục vụ bởi hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp của du lịch Chiêu Tour. Vâng ạ, thì rất là nhiều những chương trình mà ngày hôm nay thì xin được phép nói về cái hành trình của tôi. Hành trình của tôi sẽ khởi hành vào tối mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết. Và tôi sẽ đón quý khách ở những cái điểm sau. Điểm thứ nhất đó chính là số 3 đường Nguyễn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 21 giờ. Và vào lúc 21:30 chúng tôi sẽ đón ở ngay trung tâm, đó là Bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà. Và trên hành trình cũng đường cũng tiếp tục vào lúc 22:30 chúng tôi sẽ đón tất cả quý vị ở cây xanh Kimetsuko ở ngã tư Hàng Xanh. Và chúng tôi sẽ trên
xa lộ của Hà Nội, chúng tôi sẽ đón quý vị vào lúc 22 giờ 45 phút. Và chúng tôi còn đón một địa điểm, đó chính là tại ngã ba Vũng Tàu và ngay cái khu vực Bixi của thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên trên con đường đi thì từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây đến quốc lộ 20 thì nếu quý vị ở Đồng Nai, quý vị chúng ta có thể đăng ký theo cái tour này, chúng tôi sẵn sàng đón tất cả quý vị theo con đường chúng ta đi. Và đó là ngày đầu tiên, và ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có mặt tại thành phố Đà Lạt, và điểm tham quan đầu tiên trong cái buổi sáng sẽ tham quan hai địa điểm, đó chính là cổng trời Đà Lạt View và cũng như là đồi chè Cầu Đất. Và buổi chiều thì chúng ta sẽ tham quan nó là dinh Bảo Đại và vườn dưa tây cũng như là quảng trường Lâm Viên bên cạnh bờ hồ xưa. Và ngày thứ hai cũng là ngày rất là tuyệt vời đối với lại gia đình của chúng ta, thì chúng ta sẽ đến với lại ga Đà Lạt. Trên ga Đà Lạt này nó đem đến một kiến trúc của người Pháp ngày xưa xây dựng trên con đường từ Phan Rang lên thành phố Đà Lạt này. Và cùng với đó thì buổi sáng chúng ta sẽ đến với lại vườn hoa thành phố, nơi tập hợp khoảng hơn 1.000 loài hoa khác nhau tại thành phố Đà Lạt này. Và đặc biệt thì mùa xuân thì hoa nở rất là đẹp, đúng không ạ? Và trong cái đó thì chúng ta sẽ đến với lại ngôi chùa Ve Chai, một ngôi chùa có nhiều ve chai nhất của cả nước, cũng như là có một cái con rồng dài 49 mét được xuất hiện tại ngôi chùa này. Và chúng ta sẽ có một cái nhìn buổi chiều, đó chính là chúng ta sẽ đến với lại Đức Mẹ Maria, đến với nhà thờ Domaine de Marie trên đồi Mai Anh. Trên con đường này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại một đỉnh núi mà nơi để lại rất là nhiều những câu chuyện tình lãng mạn của chàng Lan và nàng Bien, đó chính là núi Lan Bien. Và chúng ta có thể chinh phục xe jeep để lên con đường này. Và ngoài ra là buổi tối chúng ta sẽ giao lưu văn hóa cổng chiêng với những người dân tộc Lạch tại thành phố Hoa Đà Lạt, đúng không ạ? Chương trình rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và ngày thứ ba chúng ta tiếp tục tham quan vào buổi sáng với lại thiền viện Trung Lâm, một trong những thiền viện lớn nhất của cả nước, tập trung tại cái thành phố Đà Lạt này. Và chúng ta trên cung đường đi về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta dừng chân tại nhà hàng Tâm Châu để chúng ta thưởng thức cơm trưa tại đây, vâng ạ. Một hành trình tuyệt vời, đúng không các vị? Quý vị hãy cùng với lại chiêu tour để đăng ký cái tour này, và giá tour như sau ạ. Đối với quý vị ở khách sạn 2 sao thì với giá tour là 2.195.000 đồng. Đối với lại quý vị ở khách sạn 3 sao thì giá tour là 2.695.000 đồng. Ông rất rẻ, đúng không ạ? Rẻ hơn 30% so với lại năm ngoái, và rẻ hơn rất là nhiều so với công ty mà quý vị chúng ta đăng ký. Vâng ạ, thì chương trình bao gồm những gì ạ? Chương trình bao gồm xe, bao gồm ăn uống, bao gồm khách sạn và tất cả các điểm tham quan mà chúng tôi đưa tất cả quý vị và tham quan các địa điểm này. Còn chi phí không bao gồm như là VAT hay là xe jeep lên đỉnh núi Nam An, hay là những cái gì quý vị sử dụng trong khách sạn thì quý vị mình phải tự lo. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có đó là vé dành cho chị em. Đối với độ tuổi trên 11 tuổi thì chúng tôi sẽ tính giống như người lớn. Như là các bé sẽ được, người lớn thì sẽ được gì? Phòng riêng, ăn cũng đủ suất, mọi cái giống như người lớn vậy. Còn bé từ 5 đến 10 tuổi thì chúng tôi sẽ tính với giá vé là 50%. Còn bé dưới 5 tuổi thì chúng tôi miễn phí. Tuy nhiên thì gia đình chúng ta hãy gì ạ? Hãy tự lo cho bé. Vâng ạ, đó là chương trình của chương trình. Và chúng ta hãy nhanh chân lẹ tay, hãy đăng ký vào ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày đặc biệt, chúng tôi sẵn sàng giảm giá 100.000 đồng dành cho một nhóm trên 4 người. Và chúng ta chỉ còn 7 giờ 52 phút 17 giây thôi. Và chúng tôi sẽ đóng cửa trong chương trình buổi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ không nhận khách nữa trong ngày hôm nay. Và hầu như xe của tôi đã được đăng ký gần đây rồi. Quý vị hãy nhanh chóng đăng ký chương trình để có một mùa xuân tốt đẹp nhất dành cho gia đình mình. Và chắc chắn một điều đơn giản, một điều chắc chắn chúng tôi khẳng định rằng là đây là chương trình rất chất lượng. Đây là chương trình mà bất kỳ ai mà đi cũng rất là ham muốn khi đến với thành phố Hoa, thành phố Đà Lạt. Vâng ạ, cảm ơn các quý vị chúng ta đã theo dõi chương trình giới thiệu của Tour Đà Lạt của du lịch Chiêu Tour. Và quý vị có thể đăng ký chương trình với chúng tôi tại công ty du lịch Chiêu Tour ở số 3 đường Nguyễn Văn Lượng, hoặc quý vị có thể là để lại địa chỉ, nhân viên của tôi sẽ sẵn sàng đến tận nhà của quý vị để thu vé. Và cùng với đó thì quý vị có thể chuyển khoản vào tài khoản của du lịch Chiêu Tour với số tài khoản đã ghi ở trước màn hình của tất cả chúng ta. Và chúng ta có thể đặt cọc ạ, giữ chỗ 500.000 đồng, và sau đó thì chúng ta có thể thanh toán trước ngày đi 7 ngày là 100% cho du lịch Chiêu Tour. Để chúng tôi có kinh phí tổ chức cho tất cả quý anh chị chúng ta có một cái hành trình tốt đẹp nhất. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của du lịch Chiêu Tour trong một chiều ngày hôm nay.